Vâng, kính thưa quý thầy cô trong đoàn chủ tọa, kính thưa quý đồng nghiệp, sau đây thì em xin chia sẻ với quý đồng nghiệp chủ đề vai trò phù chức năng trong chăm sóc bệnh nhân hồi sức tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bài trình bày của em thì hôm nay gồm có hai phần nội dung chính, đó là vai trò vận động sớm và quy trình vận động sớm tại Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Như quý đồng nghiệp đã biết thì bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực thường bệnh rất nặng và nhiều bệnh lý kết hợp kèm theo, do đó thì được thực hiện can thiệp nhiều thủ thuật khác nhau như lọc máu, như thở máy, có thể can thiệp ECMO. Do đó bệnh nhân thì cần được bất động để duy trì sự ổn định về huyết động và mặt hô hấp. Khi mà nằm bất động quá lâu thì như quý đồng nghiệp đã biết thì dẫn đến nhiều các yếu tố và nguy cơ như teo cơ, cứng khớp, yếu cơ, loét điểm tì đè, có thể là dẫn đến viêm phổi ứ động hoặc là dẫn đến huyết khối mạch máu nặng thì cũng có thể dẫn đến tử vong. Do đó phù hồi chức năng nói chung và vận động sớm nói riêng thì sẽ giúp cải thiện được tiên lượng người bệnh. Vậy thì khi nào cần vận động sớm ở bệnh nhân hồi sức tích cực thì theo các nghiên cứu chỉ ra rằng thì vận động bắt đầu ngay sau khi bệnh nhân ổn định về mặt huyết động. Cũng thường thì sau khi nhập khoa hồi sức từ 24 đến 48 giờ thì chúng ta có thể đánh giá và vận động sớm cho bệnh nhân thôi. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng thì tình trạng yếu cơ sẽ xảy ra từ 25 đến 65% trong số bệnh nhân thở máy từ 5 ngày trở lên. Như quý đồng nghiệp nhìn thấy ở đây, tình trạng yếu cơ sẽ xảy ra ở tất cả các chi của bệnh nhân, và đặc biệt hơn nữa là ở cơ hô hấp thì sẽ kéo dài thời gian thở máy của bệnh nhân. Các nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ tổng hợp cơ sẽ suy giảm nhanh chóng trong vòng 6 giờ sau khi bất động và đạt đến trạng thái giảm tổng hợp protein cơ trong vòng 18 đến 48 giờ. Lượng cơ vân thì sẽ giảm từ 2 đến 4% trong một ngày nằm điều trị hồi sức. Tình trạng teo cơ thì sẽ xảy ra trong những ngày đầu bệnh nhân sẽ nhập khoa hồi sức. Do vậy thì cần vận động sớm ngay trong 1-2 ngày đầu bệnh nhân nhập khoa hồi sức và bệnh nhân sau khi thở máy là khả thi và an toàn và có lợi cho người bệnh. Do vậy thì chúng ta cũng nên đánh giá lại tập vận động cho bệnh nhân. Một lý do nữa để cần vận động sớm cho bệnh nhân là khi thay đổi sinh lý khi nằm ngửa, đó là sẽ làm giảm dung tích toàn phổi hoặc giảm thể tích khi cặn hoặc là tăng trở kháng đường thở và giảm khả năng ho khạc của bệnh nhân. Do vậy khi nằm ngửa thì cũng có rất nhiều các nguy cơ xảy ra như yếu cơ, cứng khớp, loét điểm tì hoặc là viêm phổi hoặc xẹp phổi hoặc là huyết khối tĩnh mạch sâu. Do vậy thì những cái nguy cơ này thì cho thấy vai trò của vận động sớm rất là quan trọng. Sẽ làm giảm thời gian nằm hồi sức, cũng giảm thời gian thở máy của bệnh nhân và nữa là giảm tỷ lệ biến chứng do nằm lâu và giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Trên thế giới cũng có rất nhiều nghiên cứu về vận động sớm. Sau đây thì em xin trình bày một số nghiên cứu, điểm qua một số nghiên cứu ở trên thế giới. Như nghiên cứu của Peter Morris năm 2008 thì cho thấy rằng vận động sớm của bệnh nhân hồi sức theo quy trình thì khả thi và an toàn và có nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp sẽ làm giảm thời gian làm hồi sức của bệnh nhân và giảm thời gian làm điều trị so với bệnh nhân được chăm sóc thông thường. Một nghiên cứu nữa chỉ ra rằng khi bệnh nhân bắt đầu được vận động sớm trung bình sau 1,5 ngày thở máy thì nhóm được vận động sớm sẽ có thời gian khả năng phục hồi chức năng sẽ tốt hơn nhóm và xuất viện cao hơn nhóm không được phục hồi và không được vận động sớm, và nhóm được vận động sớm có thời gian mê sảng sẽ ngắn hơn một nửa và nhóm giảm sau một nửa nhóm không được vận động sớm. Thêm một nghiên cứu nữa của nghiên cứu khảo sát của các cộng sự năm 2015 thì cho thấy rằng có lượng lớn bệnh nhân là không được vận động sớm trong quá trình điều trị. Khi đó thì tỷ lệ yếu cơ mắc phải nằm ở hồi sức khá là cao. Do đó thì cải thiện sức cơ khi ra khỏi hồi sức thì có liên quan đến vận động sớm của bệnh nhân. Thì về vai trò của vận động sớm quan trọng như vậy thì tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì cũng đã
xây dựng quy trình vận động sớm của bệnh nhân đang được nằm điều trị tại khoa. Thì quy trình này được áp dụng vào cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Khi áp dụng quy trình này thì chúng em cũng phải lưu ý xem xét đánh giá các chống chỉ định của bệnh nhân. Chống chỉ định ở đây gồm có những cái như là tăng áp lực nội sọ, chảy máu cấp hoặc là chảy máu cấp không kiểm soát được, hoặc là bệnh nhân đang thở máy với FiO2 trên 85% hoặc là PEEP trên 15 cm nước. Với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim mới hoặc là bệnh nhân loạn nhịp cấp thì không kiểm soát được thì chúng em cũng đây cũng là chống chỉ định của bệnh nhân, thì chúng em sẽ không tập vận động sớm cho bệnh nhân và sẽ đánh giá lại sau mỗi 4 đến 6 giờ. Nếu bệnh nhân hết chống chỉ định thì chúng em sẽ có phương pháp, có mức độ tập cho bệnh nhân khác nhau. Về mức độ tập cho bệnh nhân thì em xin phép được trình bày những slide sau. Khi bệnh nhân mà không có chống chỉ định thì chúng em sẽ tập vận động sớm cho bệnh nhân. Thì khi tập vận động thì trong quá trình tập vận động thì cũng phải lưu ý các cẩn trọng như bệnh nhân đang lọc máu liên tục, hoặc là bệnh nhân bất động sau hậu phẫu, hoặc là những bệnh nhân thở máy không xâm nhập với oxy dòng oxy thở máy không xâm nhập hoặc thở máy oxy dòng cao với FiO2 trên 85%, hoặc bệnh nhân mới mở khí quản trong 24 giờ đầu thì chúng em sẽ đánh giá tập cho bệnh nhân và sẽ cẩn trọng trong quá trình tập. Trong quá trình tập thì cũng sẽ chúng em sẽ theo dõi các dấu hiệu không dung nạp của bệnh nhân như tần số thở, độ bão hòa oxy, huyết áp trung bình và nhịp tim. Hoặc là khi tập thì xuất hiện bất kỳ các chống chỉ định nào thì chúng em phải theo dõi các dấu hiệu không dung nạp này. Nếu bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu không dung nạp thì chúng em sẽ để bệnh nhân nghỉ trong vòng 5 đến 10 phút. Nếu bệnh nhân các chỉ số ổn định trở lại bình thường thì chúng em sẽ tập trở lại. Còn nếu bệnh nhân mà không giải quyết được trong vòng 5 đến 10 phút thì chúng em sẽ dừng tập lại và sẽ đánh giá trong mỗi 4 đến 6 giờ. Còn đây là các mức độ vận động của bệnh nhân. Thì ở đây có 3 mức độ vận động của bệnh nhân dựa trên đặc điểm thang điểm RAT và thang điểm John Hopkins để đánh giá cái mức độ vận động của bệnh nhân. Mức điểm thấp nhất là mức điểm 0 và mức điểm cao nhất là mức điểm 3, tương ứng với các chỉ số các điểm RAT và điểm John Hopkins. Đây là thang điểm kích động an thần RAT của bệnh nhân, thì thang điểm này có điểm số từ 4 dương 4 đến âm 5 điểm. Thì tùy tình trạng bệnh nhân thì điều dưỡng chúng em có thể tự đánh giá và cho điểm cho bệnh nhân. Nên đây là thang điểm đây là mức độ thang điểm của John Hopkins, thang điểm mức độ vận động cao nhất của bệnh nhân. Thì thang điểm này có 8 điểm. Thì cũng dựa vào thang điểm này thì chúng em có thể tự đánh giá cho bệnh nhân. Thông thường ấy, thì bệnh nhân ở hồi sức tích cực thì thường thì có điểm số từ 1 đến 3 điểm. Còn nếu mà bệnh nhân trên các điểm số này rồi thì có thể đã chuyển đi các khoa khác để tiếp tục điều trị. Về các mức độ vận động và các biện pháp can thiệp thì như biện pháp can thiệp ở mức độ 0 thì chúng sẽ trước khi vận động cho bệnh nhân thì phải cung cấp đủ oxy trước khi vận động và cho bệnh nhân thử nằm nghiêng. Thì cho bệnh nhân nằm nghiêng thì chúng em sẽ phải vận động với mức độ chậm dần, sẽ bắt đầu nghiêng từ 15 độ, sau đó nếu bệnh nhân vẫn ổn định thì có thể nghiêng tiếp theo 30-45 độ và sau đó thì sẽ nghiêng trở bệnh nhân hàng giờ. Nếu bệnh nhân mà không ổn định thì chúng em sẽ để lại tư thế nằm ngửa và sẽ đánh giá lại sau mỗi 4-6 giờ để có kế hoạch tiếp theo. Khi bệnh nhân đã nằm nghiêng được rồi thì chúng em cũng sẽ xoay trở đầu, chân tay và kê cao gót chân về các vị trí hàng giờ. Sau đó thì điều dưỡng tập vận động thụ động 2 lần một ngày, và mỗi lần thì tập 10 vận động hoặc là thực hiện gói vận động buổi sáng hàng ngày. Thì ở đây gói vận động buổi sáng hàng ngày thì chúng em thì sẽ có bắt đầu từ 6 giờ đến 8 giờ thì chúng em sẽ bật điện, mở cửa sổ, nâng cao đầu giường bệnh nhân, hoặc là cắt an thần hoặc định hướng không gian thời gian cho bệnh nhân nếu bệnh nhân đã có chỉ định, hoặc là trước 10 giờ thì có thể bệnh nhân ngồi tại giường hoặc là cho bệnh nhân ngồi xuống ghế.
Nhân đây một số hình ảnh ở vận động ở mức không ở vận động sớm ở mức không ở trung tâm hồi sức tích cực. Như bệnh nhân đang được chỉ định ECMO thì có thể tập vận động thụ động tại giường và có thể là tập lý liệu hô hấp. Như thế này bệnh nhân cũng được nghiêng trở định kỳ hàng giờ khi bệnh nhân đang thở máy ở trên giường bệnh. Với biện pháp can thiệp ở mức 1 thì chúng em sẽ thực hiện vận động thụ động ngày 2 lần. Mỗi lần 10 vận động, điều dưỡng sẽ nghiêng trở hàng giờ, mỗi 2 giờ và kê cao gót chân bệnh nhân, cho bệnh nhân ngồi tại giường hoặc cho bệnh nhân ngồi tại giường trong khoảng 20 phút đến 2 giờ. Hoặc thực hiện các can thiệp lý liệu theo chỉ định, thực hiện gói vận động buổi sáng hàng ngày. Trên đây là một số hình ảnh vận động ở mức 1 ạ. Như bệnh nhân sẽ được nghiêng trở định kỳ trên giường bệnh hoặc là bệnh nhân sẽ được kê cao gót chân hàng giờ. Bệnh nhân sẽ được tập vận động thụ động các chi. Đấy, một số hình ảnh bệnh nhân có thể được ngồi tại giường ạ. Về vận động ở mức 2 thì các biện pháp can thiệp là gồm gì ạ? Thì bệnh nhân sẽ được vận động với điều dưỡng hoặc là người nhà bệnh nhân ngày 2 lần và mỗi lần 10 vận động. Điều dưỡng sẽ nghiêng trở bệnh nhân mỗi 2 giờ cho bệnh nhân ngồi trên giường hoặc là cho bệnh nhân có thể ngồi xuống ghế, thực hiện các biện pháp can thiệp lý liệu và tham gia các sinh hoạt hàng ngày hoặc là các gói vận động buổi sáng. Đấy, trên đây một số hình ảnh ở mức vận động mức 2. Những bệnh nhân có thể khi huyết động đã ổn định thì chúng em đã cho xuống ghế ngồi và có thể tập vận động chân tay, tập vận động các chân. Và khi bệnh nhân xuống ghế ngồi thì có thể tập lý liệu hô hấp. Hoặc là bệnh nhân được ngồi xe lăn khi thở máy hoặc bệnh nhân ngồi xuống ghế khi thở HMLC. Trên đây là hệ thống vận chuyển bệnh nhân ở tại trung tâm hồi sức tích cực của chúng em. Thì chúng em sẽ vận chuyển bệnh nhân từ giường ra ghế sẽ thuận lợi hơn trong quá trình Đấy, trên đây là một số hình ảnh bệnh nhân khi mở khí quản sẽ được hướng dẫn tập thở và các mức độ vận động ở mức 3 thì các biện pháp can thiệp thì người điều dưỡng thì bệnh nhân sẽ được tập các bài tập thể dục cá nhân hoặc là bệnh nhân sẽ được vận động chủ động ít nhất 2 lần một ngày hoặc theo chỉ định lý liệu như ngồi ghế, ngồi ngoài giường, đi lại hướng dẫn hoặc là can thiệp lý liệu hoặc can thiệp lý liệu và theo các sinh hoạt hàng ngày, tham gia các sinh hoạt hàng ngày như đánh răng, rửa mặt. Bệnh nhân lúc đó thì có thể tự hoạt động, tự mình có thể sinh hoạt hàng ngày được rồi khi thực hiện gói vận động buổi sáng hàng ngày. Thế đây là một số hình ảnh mức vận động mức 3 của chúng em, là bệnh nhân có thể ngồi tại thành giường hoặc là bệnh nhân có thể tập đứng dưới hướng dẫn của người điều dưỡng hoặc bệnh nhân có thể tập vận động dưới hướng dẫn của điều dưỡng. Khi bệnh nhân đã ổn định thì bệnh nhân có thể tập đi lại tại phòng bệnh hoặc là tại hành lang của khoa. Như vậy thì bệnh nhân sẽ được ngồi xuống ghế ngay khi tỉnh hoặc là cai thở máy hoặc khi huyết động đã ổn định thì chúng em có thể cho bệnh nhân ngồi xuống ghế ngay được. Sau đây là kết luận của em thì như vậy thì vận động sớm ở bệnh nhân hồi sức tích cực rất là quan trọng, sẽ làm giảm các biến chứng do nằm lâu và giảm thời gian nằm điều trị ở hồi sức. Do vậy thì cần phải triển khai vận động sớm cho bệnh nhân ngay hồi sức tích cực ngay khi có thể. Cho nên toàn bộ bài trình bày của em, cảm ơn quý thầy cô, quý đồng nghiệp đã theo dõi.